để chứng minh tao sai thì tất cả chưa bao giờ đúng một cái, vẫn chưa hề dừng lại thì vẫn chạy chưa bao giờ đứng một cái, một cái một phái một sai cứ như thể chưa bao giờ cứng một cái tồn tại hoặc dừng lại trong một trong hai thì ta ta đưa đầu ta và súng và lao và chúng còn nào và đúng đứng ngoài từng điện cuốn sách cá nhân công hiến nhưng xã hội không làm thức thấy vì mình vẫn luôn thật cùng vĩ nhưng con người thì vẫn chưa thức dậy baby ta cảm ơn vận mệnh vì đã cho ta vay một phút huy hoàng sinh mạng này vẫn hiên ngang như chưa từng có phút suy tàn chọn rap ngày trước như người mù bước sai họ nhìn tôi lắc đầu và kiểu là không như bộ công anh để cho muốn đi dù không muốn tôi sẽ là sự trọng trong trọi với mọi cơn thỏa cơn trong cuộc. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn, ngon, view cùng rap Việt. Ngon rồi đấy, ông nào cũng chạy ra, ông chạy rồi. Em nhớ không phải là 166. 164, ông tăng lên thành 166. Dạ. Biết năng sớm rồi. Hello, nghe nghe. Phải quay lòi quá. Quay rồi không sao. Dạ, không chạy quay đó. Rồi. Ok không? Rồi. Giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VTranel. Đôi khi ta thấy mình giống như là biển đường, sẽ có lúc tan ra nhưng điều ngọt ngào luôn còn mãi. Một bài nhạc không kể được hết nhưng hết được kể khi không còn nhạc, và ta cảm ơn những người ở lại khi mà trong túi không một đồng bạc. Ngồi lên đi lên từ bàn tay trắng thấy Huỳnh Long Hải những con đường lạc để rồi lạc lối trong sự lỗi lạc trong ngàn cây đắng vì một dòng hẹn ta nhận vai ác để hoàn thiện một bộ phim hay. Ai cũng cần thời gian để tung cánh như loài chim bay. Đừng phụ khi nhiều công hiến nhưng xã hội không lập tức thấy, vì mình vẫn luôn thật cùng vĩ nhưng con người thì vẫn chưa thức dậy baby. Ta cảm ơn vận mệnh vì đã cho ta vay một phút huy hoàng. Không chịu vẫn sáng mà không cần dùng đến bút vi vàng. Niềm vui của ba khiến ta như cầu thủ được thuốc ghi bàn. Sinh mạng này vẫn hiên ngang như chưa từng có phút suy tàn. Chọn rap ngày trước như người mù bước sai, họ nhìn tôi lắc đầu và kiểu là không như bộ công anh để cho muốn đi dù không muốn. Sẽ được trong xanh trong như anh ra trường. Chúng ta đã cứ cố gắng không ngừng và từng giọt mồ hôi với nước mắt chờ đầy con chung. Chẳng biết giờ để thấy qua bao nỗi khổ thay, chúng ta đều thật xứng đáng để đứng đây. Sao chẳng còn quay?
ta hết mình với những điều ta làm. Ta yêu ta hết mình với những điều ta làm. Ta yêu ta hết mình với những điều ta làm. Ta yêu ta hết mình. Xin cảm ơn. Bài nghe giống nhạc SEA Games. Nghe nhạc rất kiểu ấy. Ok rồi đấy, ngon lắm. Tiếp theo phải làm playback xong rồi vẫn như các vòng trước, gửi hết cho một fan nhá. Dạ. Để ghép Còn cái hộp xuống em đợi mọi người. Em ghép vô chung. Không, thôi thôi, hộp xuống gửi riêng. Dạ dạ. Gửi riêng với cái playback của em, playback rap riêng. Dạ ok. Cái hộp xuống riêng, dạ, xong. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, chưa biết, vẫn nghĩ là đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Hạ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái góc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Yeah. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.